À, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm một video nói về là máy tính 250 này có sử dụng được làm có sử dụng được ship trung không nha các bạn. Ship ship trung hoặc là ship đài không các bạn. Vì ship với làm theo máy của dòng tính 250 này á là nó sai xích nhỏ nha các bạn, hay có mình gọi là xích chuột đấy. Đấy, bây giờ con máy này á, là đang sử dụng xích tính nha các bạn, xích đài đấy, xích mà thông dụng nhất á. Và làm ô vuông, làm ô vuông chứ không sai được làm tính nha các bạn. Vì làm tính là cái trận này nó bự này, trận này nó bự, còn làm ô vuông này là trận nó nhỏ như thế này, là vì tại hai con ốc này á, hai con ốc trên lá của thằng 250 này á là nó nhỏ nên mình không sử dụng được làm đại tính nha các bạn. Mình chỉ sử dụng được thứ nhất là làm ô vuông và thứ hai là làm này là làm đều nha các bạn, làm này làm đều nha các bạn. Mình là làm tàu nha các bạn. Bây giờ hôm nay mình sẽ làm một video là nói về máy 250 này sử dụng làm ô vuông nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem làm ô vuông nó sẽ như thế nào nha các bạn. Và khi sử dụng làm ô vuông này là mình cần phải làm gì? Rồi, đây là làm ô vuông nha các bạn. Làm ô vuông này là của Canada sản xuất nha các bạn, của nước Canada sản xuất. Đây, khí á. Bây giờ các bạn muốn sử dụng xích xích trung hoặc là xích đài, đây là xích ở tính nha các bạn. Xích này là được sử dụng rộng rãi nha các bạn. Xích này là rất thiện hình. Đấy, xịt này do mình cửa nên mình đã sử dụng rồi nên nó hơi xấu. Đây là xịt ạ tính nha các bạn. Ở đây mình có một lám ô vuông và một lám tàu nha các bạn. Lám này là lám đều. Lám này cũng sử dụng được cho máy này nha các bạn. Vì cái trận này là nó vừa về hai con tám này. Đấy, con lạp ở tính thì nó không vừa nha các bạn. Rồi, ở đây mình có một cái lạp ở tính nha các bạn. Lạp này ở tính là mình cũng đã sử dụng rồi. Lạp này cũng đã hư rồi. Nhưng mà mình lấy ra mình thử cho các bạn xem nha. Thì mình... để vào lá bản tính vào máy 250 này á là không được nha các bạn. Vì cái rận lám này á, rận lám này nó bự hơn con ốc chân lám của máy 250 nhiều nha các bạn. Nên mình không sử dụng được lá bản tính nha các bạn. Mình chỉ sử dụng được lám ô vuông và lám đều như thế này nha các bạn. Đây là lám ô vuông và lám đều nha các bạn. Khi các bạn sử dụng làm ô vuông hoặc là làm đều này thì các bạn cũng đều phải là cắt đuôi lam. Cắt đuôi lam như thế này nha các bạn. Và các bạn khoan lỗ nhợt khác. Chứ lỗ nhợt mặc định của lam là nó không trùng với là đường rận bơm nhợt của máy 250 này nha các bạn. Ở đây mình đã khoan sẵn hai lỗ nha các bạn.
Mình khoan hai lỗ này mục đích để mà trung với rãnh bơm nhựt của máy 250 nha các bạn. Chữ lỗ lá mặc định lỗ này á là lỗ lá mặc định của nhà sản xuất người ta khoan cho mình nha. Còn hai lỗ này á là mình khoan. Đấy, bên này cũng vậy nha các bạn. Rồi, lam ô vuông các bạn cũng như vậy nha các bạn. Các bạn cũng cắt cắt đuôi lam và khoan lỗ nhật khác. Đây là mình đã khoan lỗ nhật khác rồi nha các bạn. Khi các bạn sử dụng lam ô vuông này á là các bạn cũng có thể sử dụng được xích trung và xích đài nha các bạn. Vì xích trung và xích đài nó cũng không khác nhau nhiều lắm. Các bạn có thể sử dụng được xích hú quan á này, xích ếch tím này, xích ô cống này. Đây, đây là ba ba loại xích là được xài thông dụng nhất nha các bạn. Ở đây là mình xài xích ếch tím nha các bạn. Khi các bạn thay lam ô cống này á, các bạn cứa rất ngọt nha các bạn. Vì xích đài á, nó rất dễ sử dụng và mình dùa bình hà hầu hoặc hà ti các thứ nó rất dễ. Khi các bạn sử dụng làm ô vuông này á, là các bạn chỉ sử dụng được 27 mắt xích thôi nha các bạn. Vì làm ô vuông này nó ngắn hơn làm rính của nó hoặc là làm tàu này rất nhiều. Làm tàu này là các bạn sử dụng 28 mắt. Còn làm rính làm ô vuông này á, là các bạn sử dụng 27 mắt thôi. Còn về phần đồng tiền á, nhóm đồng tiền á, thì khi các bạn mà đã thay lá mà ô góng á để mà mình xài xịt lớn á thì các bạn cũng phải thay luôn đồng tiền nha các bạn. Đây mình sẽ thả đồng tiền này ra cho các bạn xem. Đây là đồng tiền. Đồng tiền này là đồng tiền lố nha các bạn, đồng tiền đều ấy. Khi các bạn thấy xịt đài thì các bạn cũng nên thấy đồng tiền lớn, đồng tiền phù hợp với xịt nha các bạn. Các bạn chỉ cần thấy lam và thay đồng tiền là sai được nhé các bạn. Chỉ các bạn để đồng tiền rính như vậy là sai không được đâu. Thì các bạn chị nếu như các bạn chai lam ô vuông thì các bạn chỉ có khoan lỗ nhất và cắt đuôi lam một tí là ok nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để và mình chạy thử cho các bạn xem nha. À mình làm này á, làm ô vuông này á nó hơi giá nó hơi cao một tí nhé các bạn. Làm ô vuông này không biết ở chỗ bạn các bạn bán giá bao nhiêu, nhưng mà ở mình đấy á làm này là có giá tới 850.000 một 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 cái như thế này nha các bạn. Còn đắt hơn làm máy tính.
Còn lam điệu này thì 300, có tiệm bán 350, có tiệm bán 400 nha các bạn. Lam này là lam điệu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy và chạy thử cho các bạn xem nha. Mình quên bật é này nên nhắc nó hơi lâu nha các bạn. Nên sao bữa nay nó khó nổi vậy rồi mình xin phép dừng video tại đây nha các bạn. Nếu bạn nào thấy video hay á thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại mình nói tiếng hơi khó nghe một tí, các bạn thông cảm nhé. Tại mình là người gốc Quảng Trị nên mình nói tiếng hơi khó nghe một tí, các bạn thông cảm nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.